Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 25 của nhóm những bài cùng nhau học ký động từ tiếng Pháp. Ở trong bài trước, tức là bài 24, chúng ta đã học các động từ nhóm một đặc biệt. Nhóm một đặc biệt là gì? Thì chúng ta biết nhóm một là một nhóm có quy tắc. Nó có hai cái từ cuối là ơ e ngoại trừ động từ a lê thì nó có quy tắc. Quy tắc chung đó là chúng ta có bộ đuôi. Chẳng hạn như chúng ta chia động từ park lê thì là động từ nhóm một, nó có cái đuôi là ơ e thì chúng ta chia cái đuôi ơ e. Còn các ký tự còn lại là P, A, E, L, nó gọi là cái căn. Căn là cái gốc của cái động từ này thì chúng ta đưa xuống, không có thay đổi. Chúng ta chỉ chia hai ký tự cuối là O, E, tức là cái đuôi của động từ nhóm 1. Và chúng ta có bộ đuôi là O, O, S, O, O, N, S, O, Z, O, N, T. Và quy tắc này áp dụng cho tất cả mọi động từ. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt, chúng ta gọi là các động từ nhóm 1 đặc biệt. Và có tất cả là 5 tiểu nhóm. Và chúng ta ôn lại 5 tiểu nhóm đó trước khi làm bài tập. Tiểu nhóm thứ nhất là các động từ tần cùng bằng C, O, E. Và chúng ta thấy đây vẫn là động từ nhóm 1. Ví dụ như động từ commencer có nghĩa là bắt đầu. Nó vẫn là nhóm 1. Thì chúng ta cứ chia theo quy tắc của động từ nhóm 1. O, O, S, O, O, N, S, O, Z, O, N, T. Nhưng đặc biệt là ở vị trí ngôi thứ nhất số nhiều, chúng ta phải thay đổi C bình thường thành CCD, do bởi C này mà đi với O, C đi với O thì đọc là cờ, C này đi với O thì đọc là cờ, bởi vì C đi với A, O, U, A, O và U thì đọc là cờ, trong khi các vị trí còn lại thì C đi với O thì đọc là sờ, common C. Ở đây là common công, do đó chúng ta phải đổi ký tự C này thành CCD. Ký tự CCD là một ký tự đặc biệt. Nó viết là C, nhưng mà nó đọc là S. Do đó chúng ta thay vào thì sẽ có cái cách phát âm đồng bộ cho tất cả mọi vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy cái phát âm từ trên xuống dưới nó có một cái âm giống nhau. Je commence, tu commences, il commence, nous commençons, vous commencez, il commence. Đó là tiểu nhóm thứ nhất. Tiểu nhóm thứ hai là các động từ tần cùng bằng G, E, E. Chúng ta thấy đây cũng là động từ nhóm 1, nhưng mà nó có cái tự G. Do đó khi chia ra, chúng ta thấy ở ngôi thứ nhất số nhiều nó có cái sự phát âm không có đồng bộ. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Lý do là bởi vì ký tự G khi đi với E, I, Y đọc là J, trong khi ký tự G đi với A, O, U thì đọc là G, do đó chỗ này đọc là G, trong khi các vị trí khác đọc là J. Do đó chúng ta thêm một ký tự Ơ nữa vào chỗ này là để cho nó đọc đồng bộ. Như vậy tất cả các động từ tận cùng bằng G, Ơ, E này chúng ta phải thêm ký tự Ơ ở ngôi thứ nhất số nhiều. Và trường hợp thứ ba là các động từ nhóm 1 mà nó có cái dạng thức như sau, có đuôi Ơ, E rồi cách một phụ âm rồi lại cặp ký tự ơ nữa thì chúng ta sẽ có cách chia hơi đặc biệt. Vì đây là nhóm 1 thì chúng ta vẫn thêm bộ đuôi ơ, ơ, s, ơ, ô, n, s, ơ, z, ơ, n, t. Nhưng mà đây là nhóm 1 đặc biệt. Nhóm 1 đặc biệt chúng ta giải quyết như sau. Ở 4 vị trí, ngôi thứ nhất số ít, ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ ba số ít và ngôi thứ ba số nhiều. Je, tu, il, thì chúng ta tự động thêm accent grave vào, tức là dấu huyền, accent grave vào. Đó là quy tắc của nhóm này. Còn hai vị trí còn lại thì chúng ta để giống như là nguyên thể. Tương tự như vậy với động từ répéter, đây cũng là nhóm 1 và nhóm 1 này cũng đặc biệt bởi vì ơ e rồi cách ký tự t rồi gặp ký tự ơ nữa mà như ơ này có dấu sắc accent aigu và cũng theo quy tắc ở bên trên thì chúng ta ở bốn vị trí je, tu, il và in số nhiều chúng ta để accent grave và nó đang là dấu sắc accent aigu. Chúng ta đổi thành dấu huyền accent grave vào. Và ngôi thứ ba số nhiều chúng ta cũng đổi. Nếu không có dấu thì chúng ta thêm dấu. Nếu ta có dấu sắc tức là accent aigu chúng ta đổi nó thành dấu huyền. Đó là trường hợp của các động từ nhóm 1 đặc biệt có cái dạng thức như thế này. Và trường hợp thứ tư, tất cả các động từ có kết thúc cuối là aye, oie, uie
Đến cuối cùng nhóm 1 thì chúng ta cũng thêm ký tự OOS, OONS, OZ, ONT. Chúng ta cũng thêm bởi vì nó là nhóm 1. Thế nhưng mà nhóm 1 đặc biệt thì ở bốn vị trí này, je, tu, il và il số nhiều, chúng ta thay Y thành Y ngắn. Y thành Y. Ở bốn vị trí này chúng ta thay Y bằng Y. Còn hai vị trí còn lại thì chúng ta để giống như nguyên thể, ở nguyên thể nó là Y ba layer thì chúng ta vẫn để ba layer, du ba layer, vu ba layer. Còn bốn vị trí kia chúng ta đổi Y thành Y ngắn. Trường hợp netoye cũng như vậy. Netoye là làm cho sạch, chúng ta cũng đổi Y thành Y ngắn ở bốn vị trí je, tu, il và il số nhiều. Động từ ba layer, bây giờ động từ essuie là lau cho khô. Chúng ta cũng đổi Y thành Y ngắn ở bốn vị trí je, tu, il và il số nhiều. Tiểu nhóm cuối cùng là hai động từ appeler và động từ jeter, thì ở bốn vị trí này chúng ta gấp đôi phụ âm lên sau khi đã điền cái bộ đôi vào, bởi vì đây là nhóm 1, chúng ta cũng điền OOS, OONS, OZONT, OOS, OONS, OZONT. Nhưng mà ở bốn vị trí này chúng ta gấp đôi phụ âm lên, một L biến thành hai L, một L biến thành hai, là vì ngôi thứ ba số ít cũng như vậy, hai L, và đặc biệt là ngôi thứ ba số nhiều cũng hai L. Với động từ JT thì chúng ta có phụ âm là T, chúng ta cũng gấp đôi T lên 2T, 2T. Ở vị trí ngôi thứ ba số ít, ngôi thứ ba số nhiều chúng ta cũng gấp đôi phụ âm lên. Như vậy chúng ta vừa lượt qua 5 tiểu nhóm đặc biệt, nó có một chút gì đặc biệt, tuy mặc dù là cái bộ đôi của nó vẫn là nhóm 1 nhưng mà nó có một chút đặc biệt ở phía trước. Và bây giờ chúng ta tập đặt câu. Trong 10 câu này chúng ta cũng gặp các động từ nhóm 1 đặc biệt. Xin lỗi ông tên gì? Tôi tên là Jacques Mao. Động từ s'appeler là được gọi, tức là tên, chúng ta chưa học, đây là động từ phản thân. Nhưng mà chúng ta cũng thấy đây là appeler, đây là nhóm một đặc biệt, thì chúng ta sẽ thấy là nó gấp đôi phụ âm lên. Xin lỗi ông, excusez-moi, excusez-moi. Ông tên gì? Comment vous appelez-vous? Excusez-moi, comment vous appelez-vous? Người kia trả lời là je m'appelle Jacques Mao. Excusez-moi, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jacques Mao. À, chúng ta thấy động từ s'appeler này ở ngôi thứ hai số nhiều thì nó có một L thôi, nhưng mà ở các vị trí khác, tức là ba ngôi suýt và ngôi thứ ba số nhiều, thì nó lại gấp đôi lên je m'appelle. Như chúng ta vừa coi ở bên trên, ở bốn vị trí này je tu il và ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta gấp đôi cái phụ âm lên thành hai L. Còn hai vị trí còn lại thì chúng ta thấy chỉ còn có một L thôi, vẫn có một L giống như nguyên thể. Như vậy, comment vous appelez, một L. Và người kia trả lời là je m'appelle, hai L. Câu số 2, Sophie ơi, con hãy ném các thứ này vào thùng rác đi, cảm ơn con. Đây là câu nói của một bà mẹ nói với con gái của bà ta là Sophie. Sophie ơi thì chúng ta chỉ để là Sophie. Và động từ jeter chúng ta thấy là ngôi thứ hai nhỉ. Chúng ta gọi con bé Sophie là con mình thì gọi bằng ngôi thứ hai số ít, thì chúng ta dùng ngôi thứ hai số ít là tu jeter. Và bây giờ chúng ta lấy động từ jeter làm mệnh lệnh thì bỏ cái chủ ngữ này đi. Chúng ta bỏ chủ ngữ này đi. Và còn lại động từ, và đây là nhóm 1 thì chúng ta bỏ luôn là s, đó là cách làm imperative. Chúng ta bỏ chủ ngữ đi thì còn lại là jet. Bây giờ chúng ta bỏ luôn s thì đó là mệnh lệnh. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là mệnh lệnh của động từ jeter là con hãy ném jet. Sophie ơi, jet tout cela, tất cả những thứ này, tout cela, tất cả những thứ này ở trong nhà bếp, chắc là đang làm bếp có nhiều cái thứ rác rưởi á. Sophie, jet tout cela dans la poubelle. Bà mẹ nhờ đứa con gái của mình, poubelle là cái thùng rác, bà mẹ nhờ đứa con gái của mình dọn dẹp tất cả những cái gì mà rác bỏ vào trong thùng rác, rồi bà ta cảm ơn, merci.
Sophie, jette tout cela dans la poubelle. Merci. Trong câu số 1 và câu số 2, chúng ta đã áp dụng quy tắc của hai động từ nhóm, đặc biệt là appeler và jeter. Bây giờ trong câu số 3, chúng ta sẽ áp dụng các động từ có cái cấu trúc đặc biệt, tức là phía sau nó là kết thúc của động từ nhóm 1 này, er, rồi đứng trước nó là vị trí của một phụ âm, rồi trước phụ âm này thì lại là một ký tự ô nữa, thì chúng ta gọi đó là nhóm 1 đặc biệt. Ô nặng bao nhiêu kilo? Combien pesez-vous? Combien pesez-vous? Người kia trả lời là tôi nặng 67 ký. Je pèse 67 kg. Combien pesez-vous? Je pèse 67 kg. Và chúng ta thấy là vous thì là chúng ta không có dấu huyền. Và trong khi je thì có dấu huyền accent grave, và bởi vì đây là nhóm 1 đặc biệt. Giống như là động từ acheter vậy, cái cuối là oe rồi cách một phụ âm, rồi gặp ký tự ơ nữa, thì ở bốn vị trí này chúng ta thêm dấu huyền vào, còn hai vị trí còn lại thì chúng ta để nguyên giống như nguyên thể. Combien pesez-vous? Pesez, je pèse. Je thì có accent grave và dấu huyền, trong khi vous thì không có. Combien pesez-vous? Je pèse. Chúng ta để ý je thì có accent grave và je pèse. Câu số 4, chúng ta cũng gặp một động từ có cấu trúc như trên, động từ emmener. Emmener là động từ nhóm 1, er, đứng trước có một phụ âm là n, đứng trước đó lại là một ký tự ơ nữa, chúng ta gọi đây là nhóm 1 đặc biệt. Con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ mẹ dắt con đi nha sĩ, một bà mẹ nói với con như vậy. Tu es prêt? Tu es prêt? Prêt là sẵn sàng. Nếu là con gái thì chúng ta thêm ơ vào. Tu es prête? Tu es prête? Con trai thì chúng ta nói là tu es prêt? Maintenant, bây giờ. Maintenant. 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 Je t'emmène. Je t'emmène chez le dentiste. Chez le dentiste. Dentiste là nha sĩ. Je t'emmène chez le dentiste. Và chúng ta thấy là ngôi thứ nhất số ít chúng ta cũng phải để ô accent grave, giống như trường hợp bên trên là je pèse. Và có một chút đặc biệt là chúng ta đã gặp trong các bài trước đó, khi các đại từ làm complement ở trong tiếng Pháp thì nó luôn luôn đứng trước động từ. Con sẵn sàng chưa? Bây giờ mẹ dắt con đi. Con, mẹ dắt con đi. Tiếng Việt Nam chữ con nằm sau và tiếng Anh cũng nằm sau, nhưng mà tiếng Pháp nằm ở đứng trước. Và chúng ta sẽ học ở trong bài đại từ vô nhân xưng, pronom personnel. Ở bên Pháp người ta nhường đường bên phải, trong khi ở bên Anh người ta nhường đường ở bên trái. Nhường là động từ cede, nhường chỗ trên xe buýt cho người già cả, cho người tàn tật. Nhường đường cho người chạy xe, chúng ta thấy đây là động từ nhóm 1, nó có ký tự cuối là er. Nhưng mà trước đó có một phụ âm là D. Trước đó chúng ta lại có một ký tự ô nữa. Chúng ta gọi đây là nhóm 1 đặc biệt. Và nhóm này chia giống như động từ chúng ta đã gặp ở bên trên là répéter. Chúng ta vừa mới coi động từ répéter là nhóm 1. Nhưng mà nhóm 1 đặc biệt bởi vì đứng trước có ký tự T là một phụ âm. Đứng trước lại gặp ký tự ô nữa. Thì chúng ta vẫn chia theo động từ nhóm 1 là ES, ONS, EZ, ENT. Nhưng mà ở bốn vị trí je, tu, il và in số nhiều, chúng ta đổi E accent aigu, E dấu sắc thành E accent grave và E dấu huyền. Chúng ta đổi để vào cho mọi người chú ý. Đổi gốc của nó là E accent aigu là dấu sắc, E dấu sắc. Nhưng bây giờ chúng ta đổi thành ra dấu huyền. Và động từ CD cũng chia theo như vậy. Động từ CD mà chúng ta sắp làm ở trong bài này, CD thì cũng có ơ accent aigu, ơ dấu sắc. Và bây giờ ở bốn vị trí này chúng ta cũng đổi thành accent grave và dấu huyền. Và bây giờ chúng ta dịch câu số 5. Ở bên Pháp người ta nhường đường bên phải, ở bên Pháp là en France. En France, người ta nhường. On cède. On cède le passage. Passage là đường đi. Le passage à droite. Chúng ta thấy là cái sơ đồ ở bên Pháp này. Một chiếc xe màu trắng đang đi tới.
thì nó thấy một cái xe màu xanh ở bên phải đi qua, dù là đi thẳng hay là dù ngoẹo cũng phải đứng lại chờ cho nó đi xong rồi mới bước đi, chúng ta gọi là nhường đường. Và trường hợp xe màu xanh cũng vậy, sắp đi thì thấy xe màu vàng đi tới thì cũng phải dừng lại. Đây là ký hiệu stop, dừng lại để cho chiếc xe màu vàng mới đi. Đó là quy tắc ở bên Pháp. En France, on cède le passage à droite. Trong khi đó ở bên Anh, au Royaume-Uni, ở Liên Hiệp Anh á, thì người ta nhường đường tay trái, on cède le passage à gauche. Ở bên Anh và một số quốc gia khác, người ta chạy xe bên tay trái thì là chúng ta sẽ theo quy tắc là nhường đường. Ở bên Pháp thì nhường đường bên tay phải, bên Anh thì nhường đường bên tay trái. On cède le passage à gauche. Như vậy qua bảng chỉ dẫn đi đường để chúng ta thấy khi chỉ ở ngôi số 2 số nhiều, cede le passage, các bạn hãy nhường đường. Ngôi thứ hai số nhiều là cede. Còn bây giờ chúng ta chỉ ở ngôi thứ ba số ít thì chúng ta dùng cede. Ở bốn vị trí, je tu il và il số nhiều đổi thành accent grave, và còn hai vị trí còn lại thì người ta để ở accent aigu. Cede le passage, các bạn hãy nhường đường. Câu số 6, mẹ tôi luôn mua rau xanh, mẹ tôi ít khi mua rau đông lạnh. Động từ mua là acheter, cũng là trong dạng này. Mẹ tôi, ma mère achète souvent des légumes verts. Mẹ tôi luôn luôn mua rau xanh. Động từ mua là acheter, là một động từ nhóm một, nhưng mà chúng ta thấy nó cũng có dạng thức đặc biệt, tức là nó có cái đuôi ơ e, nhưng mà trước đó có một phụ âm là t, rồi trước nữa có một ký tự ơ, và chúng ta gọi đây là nhóm một đặc biệt. Do đó ở ngôi thứ ba số ít là mẹ tôi, chúng ta đổi thành ơ accent grave, ma mère achète souvent des légumes verts. Mẹ tôi thường xuyên mua rau xanh. Mẹ tôi ít khi, mẹ tôi bây giờ chúng ta đổi thành đại từ là elle. Mẹ tôi ít khi, elle achète rarement, một cách hiếm hiếm khi mua des légumes, các rau đông lạnh, des légumes surgelés. Ma mère achète souvent des légumes verts. Achète, chúng ta thấy động từ này là động từ nhóm một đặc biệt. Elle achète cũng để accent grave, và bà ấy tức là mẹ tôi, elle achète rarement des légumes surgelés. Légumes là rau. Và surgelé là được đông lạnh. Trong câu số 7 này chúng ta sẽ có động từ nhóm một đặc biệt là động từ commencer. Commencer là động từ nhóm một đặc biệt. Bắt đầu. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài số 16. Aujourd'hui, nous commençons la leçon 16. Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài 16. Động từ commencer. Ở chỗ này có hai em mà. Chúng ta thấy nếu để như thế này thì sẽ đọc là commencer. Mà chúng ta thấy động từ gốc của nó là commencer, âm s. Bây giờ chúng ta phải đổi lại, do đó phải đổi C này thành là CCD. Aujourd'hui nous commençons. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài số 16. Như vậy chỗ này là nhóm một đặc biệt ở vị trí ngôi thứ nhất số nhiều là nu. Chúng ta đổi thành CCD. Động từ changer cũng như vậy, changer cũng là nhóm một đặc biệt. Chúng ta cũng đổi ở ngôi thứ nhất. Chúng ta hãy thay đổi tên của chương trình này đi. Tên của chương trình, động từ thay đổi, nous changeons. Chia bình thường nó sẽ ra như thế này, nhưng mà nếu chia bình thường thì chỗ này chúng ta phải phát âm là changeons, và động từ gốc là changer, do đó chúng ta phải thêm ký tự ơ vào, giống như là manger, để cho nó ra cái âm là r.
Và bây giờ chúng ta thấy đây là mệnh lệnh cách hãy thay đổi, thì bỏ nu đi, bỏ chủ ngữ đi. Changeons, chúng ta hãy thay đổi. Le nom, hãy thay đổi cái tên của chương trình đi, program, của chương trình văn nghệ hay chương trình làm việc gì đó. Chúng ta thay đổi tên của nó đi. Changeons le nom du programme. Em tôi và tôi, chúng tôi luôn sạc điện thoại vào buổi tối. Dĩ nhiên là ai cũng sạc vào buổi tối thôi, nhưng mà hai anh em này cứ buổi tối là sạc. Em tôi và tôi, em tôi có thể là em trai cũng được. Mon petit frère et moi, hai anh em. Nous chargeons toujours nos téléphones le soir. Ở đây chúng ta thấy mon petit frère, em trai tôi và tôi, hai người, thì cái động từ đi sau là động từ số nhiều, nous chargeons. Động từ charger, nếu chúng ta chia như thế này thì sẽ đọc là chargon, và chúng ta phải thêm ký tự ơ vào, giống như bên trên là changer, giống như là manger. Ở chỗ này chúng ta phải thêm ký tự ơ vào để cho nó ra âm r. Nous chargeons toujours nos téléphones le soir. Trong câu số 10, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc của các động từ đặc biệt là tấn công bằng aye, oaye và uye. Trong khi các học sinh khác quét lớp, động từ quét là balaye, các em khác thì ra quét lớp như thế này, thì chúng tôi quét sân trường. Trong khi tandis que les autres élèves balaient sân trường, la cour de l'école. Sân của cái trường là la, sân của trường là la cour của trường, de l'école. Trong khi là tandis que les autres élèves, các học sinh khác. Động từ balayer ở đây là ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta phải đổi thành y ngắn theo như quy tắc. Balayer, tandis que les autres élèves balayer la cour de l'école, thì chúng tôi là nous balayons la classe. Các bạn khác thì ra sân quét sân, chúng tôi thì ở lại trong lớp, chúng tôi quét lớp. Như vậy các bạn khác là ngôi thứ ba, chúng ta đổi y thành y ngắn, trong khi chúng tôi thì chúng ta vẫn để y giống như là nguyên thể. Tandis que les autres élèves balayent la cour de l'école, nous balayons la classe. Động từ balayer là cầm chổi mà quét như thế này. Số 11, Marie và Hélène, các em hãy lau chùi kỹ phòng của các em, còn chị thì lau chùi bếp. Động từ lau chùi là động từ nettoyer, cũng là cái dạng o y re, ở trên là a y re. Chúng ta cũng đổi y re thành y ngắn ở bốn vị trí. Đây là câu mệnh lệnh. Marie và Hélène ơi, Marie, Hélène, Marie, Hélène gọi hai người em. Lau chùi là các em nhé, đây là ngôi thứ hai số nhiều. Vous nettoyez, vous nettoyez, đó là chúng ta chia động từ nettoyer. Và bây giờ bỏ chủ ngữ đi, nó sẽ biến thành mệnh lệnh cách, tức là hãy bỏ chủ ngữ đi. Marie, Hélène, nettoyez phòng của các em. Votre chambre. Moi, chị thì chị lau chùi bếp. Moi, je nettoie la cuisine. Như vậy trong câu này chúng ta thấy rõ ràng là ngôi thứ hai số nhiều là vu thì chúng ta vẫn để y. Động từ nettoyer chúng ta vẫn để giống như nguyên thể. Nettoyer votre chambre. Trong khi chị, moi, je nettoie, ngôi thứ nhất thì đổi y thành y ngắn. Moi, je nettoie la cuisine. Ở Việt Nam, hàng chục triệu người gửi tin nhắn qua nền tảng Zalo rất là tiện vì miễn phí. Nền tảng Zalo là một nền tảng riêng của người Việt Nam và bây giờ nó chiếm một tỷ lệ rất là lớn, rất là đặc biệt. Cả mấy chục triệu, 80 triệu người dùng nền tảng Zalo. Ô Việt Nam, ô Việt Nam.
hàng chục triệu người, a million là 1 triệu, de million là nhiều triệu, the person đó là nhiều chục triệu, the person là gửi tin nhắn, động từ envoyer để chúng ta envoy, nhưng mà đây là động từ nhóm một đặc biệt, chúng ta đổi y thành y ngắn ở 4 vị trí envoy. Đây là ngôi thứ ba số nhiều, chúng ta đổi thành y ngắn. Au Việt Nam, des millions de personnes envoient des messages trên nền tảng, sur le plateforme, nền tảng Zalo. Thật là tiện, c'est très pratique, pratique là tiện. Et gratuit, gratuit là miễn phí. Au Việt Nam, des millions de personnes envoient, chúng ta để ý là y khích, nguyên thể nó biến thành y ngắn, envoient des messages sur le plateforme Zalo, c'est très pratique et gratuit. Như vậy chúng ta vừa thực tập chia một số động từ của 5 tiểu nhóm đặc biệt của động từ nhóm 1. Xin chào tất cả mọi người.